Tuyệt đối cấm cúng rượu trên bàn thờ nếu chưa biết điều này, kẻo càng cúng càng mang tội với tổ tiên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, phong tục thờ cúng tổ tiên được xem là cái nét đẹp văn hóa, là cái tín ngưỡng tâm linh của người Việt Nam. Phong tục này vẫn được truyền nối qua bao thế hệ. Đây là cái đạo lý thể hiện cái sự kính trọng đối với những người đã khuất. Theo đó, cái không gian thờ cúng là nơi linh thiêng, trang trọng và sạch sẽ nhất. Để thờ cúng thì không thể thiếu đi những cái vật phẩm trên cái ban thờ. Và trong đó, nậm rượu hay là chén rượu là một vật phẩm không thể thiếu trên ban thờ gia tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy phương Đông cũng cảnh báo, không phải cứ đặt nậm rượu trên ban thờ cúng một cách tùy ý là xong. Nếu gia chủ vô tình hoặc không hiểu biết mà phạm phải những cái đại kỵ trong phong thủy thì sẽ bị tổ tiên của phạt, xui xẻo triền miên, đen đủi đủ đường, gia đình thì ốm đau, bệnh tật. Vậy thì để hiểu rõ về cái ý nghĩa của nậm rượu trên ban thờ cũng như là cái vị trí đặt nậm rượu, rượu cúng ấy trên ban thờ như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu ý nghĩa của nậm rượu trên ban thờ. Theo tín ngưỡng tâm linh của người Việt, thì nậm rượu được xem là một trong những cái vật phẩm thờ cúng quan trọng. Khi thiết lập một bộ ban thờ trong gia đình, bởi cái quan niệm truyền thống của người Việt Nam, thì trong cái nậm rượu bao giờ cũng cần phải có rượu. Và rượu cúng ấy, sử dụng là rượu trắng, được chưng cất từ gạo hoặc là gạo nếp, với cái hương thơm nồng. Có thể hiểu cái nậm rượu ấy chính là cái vật dụng đựng rượu trên bàn thờ. Nậm rượu được dùng để dâng lên cho gia tiên, phải đảm bảo là rượu sạch, tinh khiết nhất. Bên cạnh đó, cái việc sử dụng nậm rượu còn giúp cho cái lễ cúng và cái không gian thờ cúng được trang nghiêm hơn, giúp thể hiện được cho cái tín ngưỡng và sự thành kính của con cháu đối với các cụ, với ông bà tổ tiên. Không chỉ đơn thuần là một cái vật dụng thờ cúng để đựng rượu, mà nậm rượu ấy còn chứa đựng rất nhiều cái ý nghĩa tâm linh khác. Theo tín ngưỡng tâm linh của người Việt, thì nậm rượu có ý nghĩa như sau. Đầu tiên là hóa giải cái hung khí và mang lại những cái điều cắt lành. Theo quan niệm xưa, nậm rượu chính là cái vật có ý nghĩa giúp hóa giải cái hung khí, hóa giải điều ác và mang lại cái cát lợi. Đồng thời, nó được xem là cái vật phẩm giúp bảo vệ sức khỏe cho gia chủ, mang lại đến sự bình an, hạnh phúc cho con cháu trong gia đình và mang đến tài lộc cho gia chủ. Theo quan sát thì quý vị có thể thấy nậm rượu được thiết kế với một cái bình hút tài lộc, có miệng là ống loe đúng không? Và cổ thì nhỏ, cái bụng thì phình ra. Như vậy, ý nghĩa của nậm rượu trên ban thờ chính là giúp gia chủ thu hút cái tài lộc, giữ của cải không bị tiêu tán, từ đó sẽ giúp gia chủ có được cái sự hưng thịnh, tài lộc và giàu sang. Ngoài ra, gia chủ cũng cần phải lưu ý, nậm rượu có nhiều cái kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Tùy vào cái kích cỡ của bàn thờ và từng loại bàn thờ mà chúng ta cũng lựa chọn cho cái số lượng cũng như là kích cỡ của kiểu dáng của nậm rượu sao cho nó phù hợp. Nậm rượu cũng cần phải được lựa chọn riêng, không để lẫn lộn với cái đồ thờ cúng hàng ngày trong gia đình. Cái việc chuẩn bị nậm rượu riêng ấy để trên ban thờ thể hiện cái sự chu đáo, cái sự thành kính của gia đình, của gia chủ, giúp cho cái không gian thờ cúng nó thêm phần sang trọng. Đồng thời, nó thể hiện được tấm lòng thành kính, tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà tổ tiên, đối với các bậc thần linh, cầu mong cho gia đình luôn gặp được những điều tốt đẹp và may mắn. Việc sử dụng và bài trí cái nậm rượu trên ban thờ còn có ý nghĩa các vị thần linh, ông bà tổ tiên mặc dù đã khuất nhưng vẫn luôn sống mãi trong lòng con cháu. Khi còn sống, thói quen sinh hoạt như thế nào thì khi mất đi cũng y như vậy. Thứ hai, cúng rượu có thể là vô lễ. Liệu điều này có đúng hay là không? Có một vị khán giả đã gửi đến chương trình một quan điểm như thế này. Quý vị và các bạn cùng lắng nghe và suy nghiệm xem cái liệu quan niệm này có đúng hay không. Theo tôi, trong cái dịp lễ Tết ngày rằm mùng 1 hàng tháng, hãy bỏ thói quen thờ cúng rượu. Không nên đặt lên trên ban thờ tổ tiên những cái thứ mà được gọi là rượu, mà thay vào đó hãy đặt những chén trà thanh tao nhã nhặn. Có như vậy thì mới giữ vẹn được cái ý nghĩa của tục thờ cúng, mâm cúng ngày lễ Tết ngày rằm, cũng như rượu, thịt, bánh chưng, thì rượu là thứ không thể thiếu trong cái mâm cỗ cúng của người Việt. Cúng rượu từ xa xưa vốn là cái tục lệ, là nét đẹp của bao đời nay. Bởi nếu mà bánh chưng, bánh tét có trong ngày Tết là cái sản phẩm tiêu biểu cho những cái thành quả lao động của con người, như gạo nếp, bao bọc đậu xanh,
và nhân thịt heo tiêu biểu cho những sản vật nuôi trồng của con người, của nhà nông, thì rượu còn có ý nghĩa là tương tự, bởi rượu cũng là cái tinh chất được ủ lên men, hay là chưng cất từ những cái sản phẩm do con người tạo nên như là nho, bắp, dâu, khoai, lúa, vân vân. Chính vì thế, rượu cũng được xem là một món ngon vật lạ, là một thực phẩm rất là quý hiếm. Người Việt Nam ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chính vì thế, cái phong tục thờ cúng tổ tiên ấy đã được truyền từ bao thế hệ. Bởi thế, nhà ai thì cũng cần có ban thờ để thờ cúng tổ tiên, thần linh vào ngày rằm, Tết, lễ, mùng 1. Hàng tháng thì các gia đình đều dọn dẹp, bày biện trên ban thờ và dâng cúng những cái sản vật, những món ngon, vật lạ để một phần là bày tỏ cái tấm lòng thành kính, một phần là thầm mong các bậc cha ông, tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu một năm mới tốt lành, mạnh khỏe và bình an. Chính vì thế, trong mâm cúng không thể thiếu vắng đi những chén rượu, và dân gian ta có câu vô tửu bất thành lễ, phi trà thì bất vấn tiên. Có nghĩa là không có rượu thì không thể mời thành được cái lễ cúng. Và gì không có trà thì khó có thể mà bái được tiên. Cho nên, tục cúng rượu cũng xuất phát từ cái quan điểm đó. Vì rượu là lễ, nên không phải bất cứ rượu gì cũng có thể dùng để cúng. Xưa kia, cha ông ta phải chọn lựa cái loại rượu rất kỹ càng. Rượu cúng phải là rượu trắng và được lên men từ gạo nếp. Và nó được chưng cất cao độ, có hương vị nồng. Còn giờ đây, mặc dù nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được giữ nguyên, phong tục thờ cúng tổ tiên vẫn được chúng ta bảo tồn và phát triển. Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn đã khiến cho con người ngày càng đơn giản hóa các thủ tục cúng lễ, thậm chí còn làm ở mức cầu thả, làm cho có lệ. Trên bàn thờ của người Việt ấy, thì có đủ cả các loại tạp nham, rượu Tây có, rượu ta có, rượu thật, rượu giả, cũng chẳng thiếu một cái thứ gì và cũng không tuân theo một quy tắc, một trật tự nào cả. Vừa qua thì cũng có một vụ ngộ độc rượu xảy ra đã khiến cho cả gia đình phải tử vong, gióng lên một cái hồi chuông cảnh báo về cái tình trạng rượu giả tràn lan. Lợi nhuận đã khiến cho những con người vô lương tâm bán rẻ cái tính mạng của người khác, bán rẻ cái tính mạng của chính đồng loại của mình một cách không hề thương tiếc. Vậy mà chắc chắn trong chúng ta cũng hẳn có những cái người vô tình mang cái thứ rượu độc hại đó lên cúng tổ tiên, cũng như thế không những làm cho mất đi cái chữ lễ trong câu nói là vô tử bất thành lễ, mà còn là vô lễ vì dâng cúng cái đồ dởm cho tiền nhân. Chẳng nói gì đâu xa lạ, tôi dám đảm bảo chắc rằng trên bàn thờ thần tài hay bàn thờ tổ tiên nhà các bạn, chắc chắn nhà nào cũng có một vài ba chai rượu nhỏ được mua ở ngoài chợ. Đó không phải là rượu, mà còn gọi là gì? Cồn pha với rượu, với nước. Chúng ta mua những thứ rượu đó về cúng lên bàn thờ, chẳng khác nào là hành động tiếp tay cho dân buôn rượu giả, cho những kẻ làm ăn bất chính. Chúng ta không chỉ tự làm hại bản thân, mà còn vô lễ với các bậc tiền nhân. Do đó, theo tôi, hãy thay tục cúng rượu bằng trà trong cái mâm cúng. Bởi trà là một cái loại phổ biến, phổ dụng, nhà nào cũng có sẵn. Uống trà lại là một cái thú vui tao nhã, thể hiện cái nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam. Trà lại rất tốt cho sức khỏe. Chúng ta không phải mệt đầu suy nghĩ xem là trà thật hay là trà giả. Uống trà còn có thể thể hiện được cái tâm hồn, cái tình cảm và cái nhân cách của con người Việt Nam chúng ta. Uống trà và thưởng thức trà đã trở thành một cái nghệ thuật, còn là một cái nét đẹp văn hóa rất riêng, rất đặc biệt trong cái nền văn hóa của người Việt. Trà giữ một vai trò quan trọng trong việc giao lưu giữa các giai tầng trong xã hội, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, đẳng cấp. Chén trà đã làm cho mọi người xích lại gần nhau. Ngoài ra, con người cũng sử dụng trà như một cái phương tiện để giao tiếp. Người ta biếu xén làm quà tặng, lễ lạc trong cái việc cầu phúc, chúc phúc. Trong ngày cưới xin, dạm ngõ, trà cũng đóng vai trò kết thúc trong cái bữa ăn của mỗi người Việt. Chính vì thế, trong cái dịp lễ Tết rằm mùng 1, liệu chúng ta có nên mạnh dạn thay đổi cái suy nghĩ, cái thói quen dùng rượu cúng, mà hãy thay vào đó bằng những chén trà để giữ nguyên cái nét đẹp văn hóa và ý nghĩa của việc thờ cúng. Quý vị thân mến, sau khi nghe xong những cái ý kiến này, quan điểm của các bạn như thế nào? Và quý vị có những cái suy nghĩ gì? Riêng về cá nhân tôi, một người học đạo, thì cái việc thờ cúng rượu đã có từ rất lâu đời rồi, là cái tục lệ tốt đẹp, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Cho nên quan điểm của tôi là vô tử bất thành lễ, phi trà bất vấn tiên. Trên bàn thờ bao giờ cũng cần phải có rượu, có cả rượu cả chè thì càng tốt. Cho nên chúng ta vẫn có thể cúng rượu trên bàn thờ, nhưng mà phải biết hết sức lưu ý về cái việc lựa chọn và mua rượu sao cho có loại rượu phải là rượu sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt nên lựa chọn rượu trắng để thờ cúng là tốt nhất. Không nên mua những cái thứ rượu tạp nham, không rõ lai lịch, không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ, để tránh mua phải cái loại nước pha cồn mà cúng lên ông bà tổ tiên. Và ngày nay thì rất nhiều người nghĩ rằng mình ăn gì thì cúng nấy, cái thời hiện đại thì phải cúng lễ vật cho thời hiện đại. Nhưng lại không biết rằng quan niệm này là sai lầm, mang đến cái tội nghiệp không nhỏ cho bản thân cũng như là cho cả gia đình của mình. Hiện nay có thể rất dễ dàng nhìn thấy trên bàn thờ thần tài thổ địa được gia chủ đặt lên những món như là bia, rượu, thuốc lá, tôm, thịt, cá đủ loại. Nhiều người quan niệm rằng càng cúng nhiều lễ vật thì sẽ càng được các vị thần tài, thần linh này chiếu cố, ban cho nhiều cái tài lộc hơn. Nhưng mà sự thật ý, thì thần linh cũng không hề nghĩ như vậy. Thậm chí còn trái lại, họ xem những hành động ấy của con người chính là đang làm nhục thần linh, là có tội. Và câu chuyện dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cái vấn đề này. Bắt chước người khác cúng bia, thuốc lá. Trước đây có nhà họ Đinh nọ cũng được xem là khá giả ở trong vùng. Nhà ông làm ăn buôn bán nên trong nhà cũng có một cái bàn thờ để thờ cúng thần tài, thổ địa. Hàng ngày ông đều thắp hương, cúng bái, lễ vật thì hậu hĩnh, rồi cầu vái cho gia đình luôn được buôn may bán đắt, tiền vào như nước. Một hôm ông Đinh đi ngang qua nhà hàng xóm chơi, ở đó ông nhìn thấy bàn thờ thần tài, thổ địa, có bia và thuốc lá. Ông thấy lạ bèn hỏi, người hàng xóm trả lời, hàng ngày thì mình dùng gì thì cúng nấy mà thôi. Với lại, đây cũng là những cái món khoái khẩu của nhân gian, không lẽ mình dùng mà lại không cho các ngài ấy dùng. Ông Đinh nghe đến đây thì cũng thấy có lý, nên về nhà, ngoài cái việc dâng lên các lễ vật thờ cúng như thường lệ, ông còn kèm thêm một điếu thuốc trên tay, thần tài thổ địa, vài lon bia cũng để lên trên bàn thờ. Sau đó, ông thậm chí còn chế ra cách gắn thuốc và châm nhang trong cái lư hương, rồi đốt xem như đang mời hai vị này hút thuốc vậy. Một ngày nọ, có một người bạn họ Lục đến thăm nhà ông Đinh. Khi bước vào nhà, người này nhìn thấy bàn thờ thần tài, thổ địa của ông Đinh thì lập tức thất kinh. Người bạn sau khi uống trà tâm sự hàn huyên thì hỏi ông Đinh tại sao lại cúng những cái thứ như thuốc lá, bia lên trên bàn thờ thần linh như vậy. Ông Đinh thật thà kể lại câu chuyện cho bạn nghe. Người bạn này vốn là một người tu đạo nên có am hiểu về cái chuyện quỷ thần. Ông Lục nói với ông Đinh rằng khi tôi bước vào nhà anh thì thấy trên bàn thờ thần tài thổ địa toàn là ma quỷ, không hề có thần linh cư ngụ. Ông Đinh lúc này mới xanh mắt hỏi nguyên nhân. Thì người bạn giải thích, trên bàn thờ không có thần linh là bởi hàng ngày anh toàn cầu tiền tài danh vọng. Hơn nữa, cúng rượu, bia, thuốc lá, những cái thứ mà con người xem là chất gây nghiện, có hại cho sức khỏe. Anh Lục nói tiếp, anh nghĩ mà xem, như thế nào mới được coi là thần? Chẳng phải các vị đã phải thanh khiết, từ bi, không còn vướng bận cái bụi trần, không còn vướng cái bụi nhơ nào ở nơi trần thế này hay sao? Vậy liệu họ có cảm thấy ngon khi mà ăn những món mà con người vẫn khen ngon, thích dùng những thứ mà con người hàng ngày vẫn dùng? Nếu họ thích thì họ đã là người thường rồi, chứ không phải là thần tiên nữa. Thần tiên không hề nghĩ giống con người, ai cho ta nhiều thì ta giúp kẻ đó nhiều hơn. Vậy nên, cho dù có dâng lễ cúng hậu hĩnh thì cũng không có tác dụng gì. Thần có pháp lực nên có thể ban cho con người tiền tài, danh vọng, nhưng không thể làm một cách tùy tiện, vô cớ. Phải là một cái người đặc biệt tốt, có tấm lòng nhân hậu, đạo đức cao thượng. Thì khi vị thần mà thấy họ khó khăn thì sẽ giúp đỡ đôi chút. Nhà của anh hàng ngày đều cúng những cái thứ mà thần linh không thể ngửi được, cầu những cái việc mà thần linh không muốn nghe. Một nơi khó ở như vậy thì liệu có thần nào dám cư ngụ lại hay không? Họ từ lâu đã rời đi rồi. Để giải thích về việc vì sao trên bàn thờ thần tài, thổ địa lại có ma quỷ thì ông Lục nói tiếp. Trên đó có quỷ là vì những thứ hàng ngày anh cúng, những lời hàng ngày anh cầu là những thứ mà chúng thích ăn, thích nghe nhất. Bởi vì ma quỷ chỉ thích nhìn vào cái tâm xấu, tâm ác, tham lam của con người. Nếu mà có giúp đỡ gia chủ phát tài phát lộc thì cái giá phải trả cho quỷ sẽ còn đắt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.
Ông Đinh nghe tới đây thì bừng tỉnh. Ông nói với bạn, không biết lâu giờ tôi đã tích bao nhiêu nghiệp tội rồi. Ông Lục khuyên bạn nên tích đức, tích thiện nhiều hơn. Quy chỉnh lại cái cách thờ cúng, bàn thờ thần tài thổ địa. Bởi vì cái việc dâng hương ấy, chính là gì? Lễ thần, là thể hiện cái tấm lòng thành kính và tin tưởng đối với đất trời, thần linh, chứ không phải để dựa dẫm vào đó để cầu phát tài phát lộc. Vậy nên, nhiều lúc chỉ cần một nén hương, nhưng lòng thành đầy đủ, thì các vị thần nhìn thấy cũng hết sức là vừa ý. Qua đây, quý vị và các bạn cũng hết sức lưu ý, không nên trưng bày những thứ đồ không phù hợp lên bàn thờ, kẻo lại phạm vào cái đại kỵ trong phong thủy trên bàn thờ, khiến cho gia đình lại gánh hạn, xui xẻo cả năm, tiền vàng đội nó ra đi. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về rượu trên bàn thờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.